Đi diễn, đi sự kiện toàn mặc váy công chúa, Hòa Minzy luôn mong mỏi được cầu hôn và một đám cưới trọn vẹn. Sống, gia đình, tình yêu, tình bạn, tất cả mọi thứ em đều sống hết mình hết. Em nghĩ là cái hạnh phúc là cái mà mẹ em đang mong cầu cho em nhất. Hòa Minzy là một trong những giọng ca có thực lực của làng giải trí Việt. Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm của người đẹp cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau nhiều biến cố tình ái, nữ ca sĩ sinh năm 1995 khẳng định vẫn độc thân và chưa từng kết hôn. Chia sẻ trong một talk show, Hòa Minzy lần nữa khẳng định mình vẫn độc thân sau nhiều chuyện tình đổ vỡ. Ở mối quan hệ gần nhất, dù đã có một con chung, song nữ ca sĩ cho biết bản thân chưa từng kết hôn bao giờ. Nguyên nhân được người đẹp đưa ra là do cô không được mặc đồ cưới, hay có người đến nhà xin cưới hỏi. Tuy nhiên, sau biến cố, bà mẹ một con tiết lộ bản thân luôn tin vào tình yêu và mong tìm được bến đỗ mới. Nữ ca sĩ tâm sự, em là người rất tin vào tình yêu, mong cầu tình yêu. Tất nhiên ở thời điểm này, em có nhiều thứ để suy nghĩ hơn. Em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ. Em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạ mõ, hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ. Cô khẳng định bản thân rất tin tưởng vào tình yêu. Người đẹp sẵn sàng mở lòng nếu tìm được người phù hợp. Tuy nhiên, cô cũng trăn trở về việc con trai không hòa hợp với người mới. Vì vậy, nữ ca sĩ cho biết sẽ rất kỹ lưỡng trong chuyện tình cảm ở tương lai. Hiện, người đẹp hài lòng với cuộc sống là mẹ đơn thân. Con trai là chỗ dựa tinh thần lớn nhất và cũng là nguồn động lực giúp người đẹp thay đổi, tích cực hơn. Thì khi sinh bo xong thì cái là nó lại trở thành một hình tượng khác, như chị biết là mẹ bỉm. Và cũng nhờ cái cách mà mình dạy con, mình hay chia sẻ các clip này kia thì mình lại được yêu thích sang một cái mảng khía cạnh khác nữa. Em nghĩ là ông trời không phụ lòng, cũng có một đứa con rất là ngoan ngoãn và nhờ cho bo thì mẹ cũng được yêu thương hơn rất là nhiều. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, nữ ca sĩ tích cực lăng xê các thiết kế váy áo có form dáng bung xòe. Phong cách này của người đẹp nhận được nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng mạng. Chính ca sĩ cũng từng nhiều lần dí dỏm cho biết những thiết kế bồng bềnh giúp cô cảm thấy bản thân như hóa thành nàng công chúa. Điểm đặc biệt của loạt váy áo này chính là chân váy làm từ chất voan mang lại cảm giác bồng bềnh, mềm mại như đang mặc váy cưới cho người mặc. Thậm chí trong một sự kiện, nữ ca sĩ còn chọn thiết kế như váy cưới với hoa hồng nhiều tầng phát sáng khiến người nhìn cảm giác như Hòa Minzy đang là một cô dâu thật sự. Và thứ thiếu nhất với Hòa bây giờ cũng chính là một màn cầu hôn lãng mạn cùng một đám cưới viên mãn để cuộc sống của cô trọn vẹn hơn. Không thể phủ nhận rằng, item thời trang này cực hợp với nữ ca sĩ sinh năm 1995 bởi nó vừa giúp cô khắc phục khuyết điểm về vóc dáng, vừa tôn trọn vẻ đẹp nữ tính, ngày càng sắc sảo mặn mà của bà mẹ một con. Về thiếu gia Minh Hải, nữ ca sĩ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Hiện, cô không ngại hội ngộ người cũ vì con. Giọng ca rời bỏ còn nhiều lần lên tiếng bênh vực người từng thương trước những ồn ào sau tan vỡ. Cách chia tay văn minh của Hòa Minzy nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Hiện người hâm mộ đều mong đợi nữ ca sĩ sẽ sớm tìm được bến đỗ mới trong thời gian tới. Bạn nhận xét như thế nào về chủ đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!